Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm nha. Đây, mình sẽ tô màu sản phẩm. Cậu bé phục vụ nha các bạn ơi. Video ngày hôm nay mình sẽ công bố sản phẩm nhân viên phục vụ quán bia nha các bạn ơi. Đây, mình sẽ công bố sản phẩm cô gái đảm đang. Như vậy là sản phẩm cô gái đảm đang của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây, sản phẩm cô cậu bé phục vụ của mình cũng đã kết thúc nha. Các bạn thấy sản phẩm này hay và ý nghĩa, hãy cho mình like và đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm phục vụ quán bia của mình cũng đã kết thúc. Các bạn ơi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá mương nha các bạn ơi. Sản phẩm cá mương này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cá hè đây các bạn ơi. Và đây là video mình tô màu sản phẩm anh đầu bếp các bạn ơi. Mình các bạn cùng đón xem nhé. Xin chào bạn, giờ đây mình sẽ tô màu con thái cá. Bây giờ mình sẽ tô màu nha.
bạn nhé, đây mình sẽ cho bỏ con bò dừa, bây giờ mình sẽ cho bỏ. Bây giờ sẽ tôm hiu con cu tè thì đẹp này. Như vậy là sản phẩm cá mương của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây, sản phẩm anh đầu bếp của mình cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn hãy xem và kiểm chứng sản phẩm này nha, rất chi là đẹp. Sản phẩm cá hề của mình đây các bạn ơi, các bạn hãy xem và cảm nhận nha. Mình xin chào tất cả các bạn.